Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thì cả thư giãn luôn nghe. Bữa hôm nay như đợi hoài à, trời không có hết mưa, giờ vẫn còn mưa quá, mà khuya rồi. Nên là Như cũng ráng tranh thủ kể luôn để kịp đăng phục vụ quý vị hàng ngày. Nên quý vị có nghe tiếng mưa á, quý vị thông cảm giùm Như đỡ nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này á, là Như được một anh. Anh này anh kể lại cho Như á, là về cái người hàng xóm ở trong khu của ảnh. Quê của anh là ở dưới Cần Thơ á. Nhân vật chính ở trong câu chuyện này là một chị gái, chị tên là chị Điền. Hoàn cảnh của chị Điền từ lúc nhỏ, chị đã mồ côi ba mẹ rồi. Dù như vậy nhưng mà chị Điền rất là giỏi. Chị Điền làm tất cả các công việc, không có ngại cực khổ nắng mưa gì hết trơn á. Chị đi làm từ công việc ngoài đồng ruộng tới việc buôn bán ngoài chợ, cái gì có thể làm là chị Điền đều làm cả. Cho tới cái khoảng thời gian sau này lớn lên, chị Điền có gặp chồng của chị thì hai người kết hôn với nhau. Khi mà chị Điền cưới chồng thì về chị ở chung với chồng và mẹ chồng của chị. Không biết làm sao á, mẹ chồng của chị hình như là có hiềm khích với chị Điền. Mẹ không có thích chị làm cái gì á mẹ cũng la, không vừa mắt cái là mẹ chửi, thậm chí á, là mẹ còn vung tay vung chân với chị nữa. Dù mẹ có như thế nào nhưng mà chị Điền chỉ nghĩ người này á, là mẹ của chồng mình thì thôi cũng coi như mẹ của mình. Chị Điền á, hết mực yêu thương luôn, chị chăm sóc mẹ chồng như là mẹ ruột, bởi vì chị Điền á, chỉ đâu có mẹ đâu, nên chị rất là thương cái người mẹ chồng này. Dù chị Điền có cố gắng chăm sóc hay là thể hiện tốt như thế nào, người mẹ chồng này cũng không có để mắt chị Điền vô trong mắt đâu. Buổi sáng á, thì chị Điền sẽ đi ra ngoài chợ bán rau cải, còn buổi trưa á, về chị làm đồng áng, rồi buổi chiều á, chị còn đan thêm lưới, rồi chị đi đổ đục, đổ đáy để mà bắt thêm tôm cá về, kiếm đồ ăn cho gia đình nữa. Chị Điền rất là giỏi, chăm sóc từ trong ra ngoài luôn. Cho tới một sự việc này đã xảy ra cái câu chuyện đau lòng với chị Điền. Bữa hôm đó, buổi sáng chị buôn bán là có cái anh này, á, anh tên là anh Trường. Nhà của anh Trường á, là ở gần gần chợ á. Bữa đó là ảnh ra ảnh mua rau cải gì đó mà ảnh đưa tờ tiền lớn quá. Chị Điền không có tiền thối mà đổi tiền vòng vòng á, cũng không có đủ tiền lẻ để thối cho ảnh nữa. Nên mới hẹn là sau khi mà chị bán xong á, hay là chiều chiều chị Điền sẽ tới nhà rồi đưa cho anh này cái số tiền thối đó. Anh Trường anh cũng vui vẻ đồng ý thôi chứ đâu có gì. Bởi vì ở đây là hàng xóm quen biết nhau không à. Cho tới chiều ngày hôm đó, chị Điền đổi được tiền rồi, chị cũng gom tiền của mình đem qua bên nhà của anh Trường á để mà gửi lại cái số tiền thối đó cho ảnh. Thì vô tình mẹ chồng của chị Điền đã bắt gặp cái cảnh là chị vừa mới đi từ trong nhà của anh Trường ra. Mà cái anh Trường này á, ảnh sống có một mình ơn à, vợ của ảnh thì đã chết trước đây rồi. Người mẹ chồng này cứ khăng khăng suy nghĩ là con dâu của mình á, vô trong kia làm chuyện gì bậy bạ. Tại vì cái lúc ra là chị này do chị mới đi ngang, có mấy con kiến nó rớt xuống á, nên chị ngứa ngứa, chị gãi ở ngay chỗ ở bên cái cần cổ nè. Khi mà đi ra, vô tình người mẹ chồng thấy đã hiểu lầm chị. Người mẹ chồng này thấy là đi một mạch về tới nhà luôn, không có nói chuyện gì với chị cả. Đợi khi mà chồng của chị về á, thì người mẹ chồng á mới nói với chồng là chị đi qua bên kia, chị lén lút vụng trộm với cái anh Trường ở bên kia. Mới đầu nghe vậy á, chị Điền còn hết hồn nữa, chị giải thích, chị nói là không có phải đâu. Nhưng mà chị cứ mở miệng ra là cái bà mẹ chồng kia cứ nhải nhải vô trong miệng của chị. Ở bên đây á, làng xóm người ta cũng tụm lại gần gần coi chuyện gì đang xảy ra. Do nghe trong nhà là cãi lộn sùm quá trời. Chị Điền á, chị nói với chồng mình là chị không có, chị qua bên đó chị thối tiền, chị khóc lóc chị nói mà chồng của chị không có nghe. Chồng của chị á, cứ một mực là nghe lời của mẹ chồng không à. Nói xong một hồi á, mẹ chồng kia vung tay tán chị một cái bóp, chị ngã té cắm đầu vô trong mé tường luôn. Ở đây á, những cái người hàng xóm người ta cũng biết, với lại á, là có những cô mà buôn bán gần với cái sạp rau của chị Điền á, mới qua nói là chị Điền đi qua bên bển trả tiền thối chứ không có gì đâu.
Nhưng mà người mẹ chồng kia một mực khẳng định là chị Điền á có gian díu tình cảm với anh Trường. Chị Điền á bỏ đi thẳng ra ngoài luôn. Cho tới khi tối chị về rồi á, chồng của chị đợi chị, cứ tưởng là chồng chị xin lỗi. Bởi vì ảnh đã biết rõ sự việc không à. Ai dè, anh chồng anh đứng đợi chị đó, chị vừa mới vô nhà thôi là anh vung tay tán chị một cái bóp, chị lại té cắm đầu thêm một lần nữa. Mới hồi sớm á, đã bị mẹ chồng đánh oan rồi, bây giờ tới lượt của người chồng, người mà đầu ấp tay gối với mình hàng ngày cũng không có tin tưởng mình, ảnh cũng đánh chị như vậy. Và anh chồng á, ảnh còn một mực khẳng định là chị có quan hệ tình cảm với anh Trường, chị nói là chị không có mà ảnh không tin. Càng nói thì anh Trường á, ảnh thốt ra những cái lời nói rất là quá đáng, làm tổn thương chị, nhưng mà chị cũng thương chồng con mình dữ lắm. Tới buổi khuya ngày hôm đó, không biết là chị Điền này á, chị đã nghĩ quẩn như thế nào, chị mua thuốc độc về, chị uống thuốc để mà tự tử. Chị tự tử như vậy á, với mong muốn là sẽ chứng minh cái sự trong sạch của mình. Giữa đêm chị uống thuốc tự tử không có ai phát hiện đâu, cho tới tầm khoảng 4 giờ mấy sáng thì có cái cô này á, cô này cổ tên là cô Năm. Hồi trước tới giờ cô Năm là mối lấy rau hàng ngày của chị Điền luôn. Cô Năm đạp xe đi qua đây thì vừa qua tới mấy cái mé hàng cao của nhà chị Điền. Cô Năm cổ mới nghe. Cô Năm ơi! Vừa nghe như vậy cô Năm lập tức quay lại thì cô Năm nhìn thấy chị Điền đứng ở ngay chỗ cái gốc cây á. Chị Điền đứng ở cái gốc cây đó mà mặt mày của chị nhìn hơi xanh xao một chút xíu. Cái cô Năm mới lên tiếng hỏi. Ủa, giờ con chưa có đi dọn chợ hả? Cô Năm cổ hỏi như vậy, chị Điền mới bước gần gần lên ở chỗ mé cửa nhà. Chị đứng ở gần đó, chị mới nói. Cô Năm ơi, bữa nay á, con không có bán rau, cô lấy rau của bà Tư đỡ ngang. Cái cô Năm cổ mới hỏi. Ủa, bộ nay đi công chuyện hay đi đâu hay gì mà không có bán? Cô Năm hỏi chị Điền như vậy. Thì lúc này á, cái đầu của chị Điền mới gục gục xuống. Chị im lặng tầm khoảng 15 giây á, chị mới trả lời. Dạ, con không có đi bán được. Bữa nay á, con đi chết rồi. Vừa nói dứt câu, cái chị Điền mới xoay lưng lại. Chị đi từ từ. Lần này từ phía ngoài cổng nhìn vô á, cô Năm thấy là chị Điền này chỉ bước đi, mà cái chân của chị hụt ở trên mặt đất một khúc luôn. Chị đi lại ở ngay chỗ gần cái mấy cái hàng cao rồi á, tới cái cây cao này lập tức chị biến mất. Ở đằng này cô Năm cũng nhìn theo, chừng này là cô Năm cũng để ý. Ủa sao có cái cục gì đen đen ở dưới cái gốc cây cao này vậy ta? Cô Năm cũng mới tia cái đèn xe của cổ qua. Vừa khi cái đèn xe của cổ đánh qua, ánh sáng nó chiếu vô ngay cái gốc cao đó, thì cô Năm nhìn thấy rõ ràng. Cái này á, chính là cái phần thể xác của chị Điền mà chị đã tự tử chết hồi nào á, cái mặt xanh lè xanh lét hà, máu từ hai con mắt nè, rồi máu từ lỗ mũi với máu từ khóe miệng á, chảy ra thành hàng dài 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 luôn. Chị chết mà hai con mắt của chị nó mở trừng trừng lên, từ ở trong tròng mắt còn nhìn thấy được những cái phần gân đỏ gân xanh đan xen, khuôn mặt nhìn giận dữ lắm. Chị Điền á, chị đã chết một cách oan ức như vậy. Tới khi cô Năm cũng thấy cái hiện trường khủng khiếp, cũng sợ quá, cũng la lên quá trời luôn. Thì ở đây á, những người dân rồi gia đình là chồng với mẹ chồng của chị Điền mới chạy ra, là tới cái lúc này mới phát hiện được chị Điền á, chị đã tự tử qua đời rồi. Khi mà chị Điền chỉ chết vậy á, người mẹ chồng này rất là độc mồm độc miệng, thậm chí không có cảm thấy có lỗi vì mình đã nghi ngờ sai lầm cho con dâu mình. Mà ngược lại người mẹ chồng này còn nói ra những câu rất là nặng lời, nào là chửi chị Điền ngu, nói chị Điền á có tật giật mình, dồn tất cả những tội lỗi lên trên người của chị Điền. Từ cái lúc mà còn sống tới khi mà đã chết rồi á, chị Điền vẫn bị người mẹ chồng của mình dồn ép áp bức như vậy đó. Còn cái anh chồng kia không biết ảnh suy nghĩ cái gì mà ảnh không nói không rằng gì hết trơn á. Do chị Điền cũng không có gia đình, không có người thân, cho nên chồng của chị đã đứng ra để tổ chức tang lễ cho chị. Dù là cái anh này ảnh không có muốn lắm đâu, nhìn ảnh có cái thái độ kỳ lắm.
Chắc là do cái người mẹ chồng này đã nói cái gì đó với anh chồng chị Điền nên ảnh mới có những cái thái độ kỳ lạ. Kể từ ngày mà chị Điền chị mất á, ở đây người ta nhìn thấy vong hồn của chị Điền hiện ra. Chị hiện ra có kỳ lạ, chị cứ đi tới đi lui ở trước ngay chỗ cái hàng rào của mấy cây cao đó. Có cái bữa hôm này là cái ông chú đó là ông chú Mười. Chú Mười đi ngang đây á, thì chú Mười nhìn thấy có một cái bóng đen đứng quay lưng vô lại với cái gốc cao. Kinh nghiệm sống cũng lâu năm rồi nên chú Mười ổng biết là mình đã gặp một cái hồn ma, nên chú mới đạp xe đi thiệt là nhanh qua chỗ này. Khi mà chú vừa đi qua cái chú mới nghe: "Chú Mười ơi, đi đâu mà đạp nhanh như vậy chú Mười?" Chú Mười nghe cái giọng như vậy, chú mới ngoái đầu lại, thì chú nhìn thấy ở dưới gốc cây là trống trơn, nhưng mà chú lia mắt lên một chút xíu, ở cái phần gần gần với cái đọt cây á, là vong hồn của chị Điền. Chị hiện ra, một tay của chị thì bấu vô trong cái thân cây, hai cái chân thì chụm lại, nhìn cái tướng giống như con khỉ vậy đó, khuôn mặt thì xanh lè, xanh lét thèm. Chị đu từ ở bên cái cây cao này, chị nhảy tọt qua cây cao kia, giống y chang con khỉ luôn, không có khác chị hết trơn á. Rồi có nhiều người là người ta còn nhìn thấy vong hồn của chị Điền hiện ra. Chị ngồi ở dưới chỗ gốc cây cao á, ngồi đó mà khóc sướt mướt. Chị nói là chị chết oan lắm, chị nói là chị trong sạch mà sao không có ai tin chị hết vậy. Chị hiện ra chị nói như vậy nhiều lần, cho tới một cái lần kia tầm khoảng hơn 2 tuần kể từ ngày mà chị Điền này chị mất. Sáng ra đi chợ, người ta nhìn thấy là mẹ chồng của chị Điền á bị gãy một cánh tay trái. Thấy vậy người ta cũng lại hỏi han, do dân ở trong xóm mà người ta cũng quan tâm nhau lắm. Khi mà hỏi ra thì mẹ chồng của chị Điền lắc đầu nói: "Thiệt nhỏ con dâu tao đó, nó sống đã ghét tao rồi, giờ tới lúc chết nó còn theo nó ám tao nữa." Chị biết như vậy thôi chứ còn hỏi kỹ ra như thế nào á là mẹ chồng của chị Điền không có nói rõ, chỉ có kể vậy đó. Sau đó bà đi về mà cái mặt của bà hậm hự làm thấy ghê lắm. Cho tới đúng 1 tuần sau, là tổng cộng 3 tuần kể từ hồi mà chị Điền chỉ mất, bữa hôm đó những người dân ở đây mới thấy có một chiếc ô tô chạy tới. Bước xuống là mấy cái người thầy, mấy cái ông thầy này đi vô trong trỏng rồi dọn ra cúng kiến gì đó, nghe đâu là làm bùa để trấn yểm vong hồn của chị Điền, không cho chị lên đây quấy phá nữa. Mấy ông thầy kia là dùng những cái cây tre rồi đóng thành những cái cọc, đem ra ngoài mộ của chị Điền á, đóng xung quanh 4 góc để trấn yểm chị. Mấy ông thầy ra đó làm rất là dữ dội. Ở đây những người dân ta nhiều chuyện á, nên cũng lú đầu qua, thấy là họ làm như vậy đó. Tới buổi chiều ngày hôm đó, những người dân đây người ta đi lân la qua tới nhà mẹ chồng chị Điền rồi mới hỏi là vụ gì vậy. Cái bà mẹ chồng kia bữa nay bà mới kể nè, bà nói là chị Điền này á, từ cái lúc mà chị chết xong á, là chị hiện ra quậy quá trời, không có ngày nào á, mà người mẹ chồng này ăn ngon ngủ yên cả. Cứ buổi tối nằm ngủ á, là lại bị kéo giò, rồi nằm ngủ á, lại bị bóp cổ hay là bị nặng ngực cảm thấy khó thở. Rồi có bữa là mẹ chồng này còn nhìn thấy vong hồn của chị Điền đứng ngoài cửa sổ á, mà chị đứng chị cào cái cửa sổ nghe rét rét rét, dòm lên cái mặt của chị xanh lè xanh lét à, mà cái lưỡi của chị thì dài ngoằng. Đồ đạc ở trong nhà cũng bị vong hồn của chị Điền này hiện ra làm cách nào đó mà chị làm cho đồ đạc nó bừa bộn. Những vật nào mà bằng thủy tinh hay ly miễn gì đó là chị cứ thải cho nó bể rỗn rỗn suốt. Giờ ở trong nhà mấy cái vật gì mà có thể bể là nó hầu như đã bể hết rồi. Và có một lần người mẹ này đi cái cây cầu khỉ ở ngoài mé sau nhà, đi ngang cây cầu khỉ đó. Lúc mà đi ngang cây cầu khỉ này á, thì người mẹ chồng này đi bình thường, do dân miền Tây mà mình đi cầu khỉ dễ ợp mà đâu có khó gì đâu. Vừa đi được tầm khoảng 1/3 cây cầu thì người mẹ này mới nghe thấy một tiếng hét rất là lớn. Bà vừa mới quay lưng lại thôi thì bà thấy rõ ràng là vong hồn của chị Điền á, đứng ở phía sau lưng cây cầu mà xô bà. Lúc đó không có phòng bị gì hết trơn á, nên cả người của bà bị té xuống. Nhưng mà do bà mẹ chồng là biết bơi nên là bà tự bơi lên trên bờ được, không có bị gì cả. Rồi mỗi lần mà người mẹ chồng trong nhà này mà đứng những cái chỗ nào
có cái vật mà có thể phản chiếu được, giống như là đứng trước gương, hay là đứng trước một cái chậu nước, hay là đứng trước một cái mảng kính thủy tinh gì đó. Thì nhìn thấy chị Điền đứng ở ngay phía sau lưng á, hai con mắt của chị trợn trừng trừng lên, mà cái môi ấy, sơn cái màu đỏ chót luôn. Mỗi lần mà nhìn thấy vậy á, cái người mẹ chồng này đều bị hết hồn hoài. Do cái miệng của bả trước đây bả sống cũng hổn, nên là khi chị Điền mất rồi, bà mẹ chồng này bả hay yếu bóng vía vậy đó. Mỗi lần mà ở trong nhà cứ đi vô trong chỗ nào mà có bóng tối thì bà mẹ chồng này lại nghe: "Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi." Bà mẹ chồng này nghe cái âm thanh đó chính xác là của chị Điền, cái giọng của chị ấy, nó thấp thấp khàn khàn, bà nghe giận dữ dữ lắm. Rồi có bữa là bà mẹ chồng này còn nằm mơ, bà nhìn thấy á, là vong hồn của chị Điền hiện về bóp cổ bà, giết chết bà. Do bà làm chuyện ác á, nên bà cứ mơ thấy vậy hoài. Từ những cái lần đó cho nên là bà mới kêu những cái ông thầy này tới trấn yểm, không cho vong hồn của chị Điền được hiện lên lần nào nữa. Mà làm như vậy á, chị Điền cũng không có đi đầu thai được nghe. Chắc là những cái ông thầy kia cũng giỏi, cho nên từ cái lúc mà mấy ông thầy đó làm xong á, ở đây người dân người ta không hề gặp bất cứ một hiện tượng nào cả. Cho tới mùa mưa năm đó, mưa năm đó không biết sao mà mưa như trút nước, mới có đầu mùa thôi mà mưa rất là lớn. Sau những cái trận mưa như vậy thì cái phần mà cọc đóng bằng tre mà theo thời gian nước nó cũng cuốn trôi, rồi mấy cái cây đó nó mục rữa. Cái phần bùa phép kia hết hạn sử dụng rồi nên vong hồn của chị Điền á, lại tiếp tục hiện ra. Mà lần này á, chị chỉ hiện ra cái bóng của chị đứng mờ mờ ảo ảo thôi, chị cũng không có khóc, không có kêu ghẹo ai ở ngoài đường nữa. Có điều là vào mùa mưa của năm đó, chồng của chị Điền thường xuyên đi nhậu. Lúc trước á, là ảnh cũng có nhậu, nhưng mà ảnh tuần nhậu tầm lần hai lần đi giao lưu với anh em thôi. Không hiểu vì sao, tới cái lúc đó anh chồng này nhậu như là ghiền, ngày nào cũng phải đi nhậu hết, không nhậu là ngứa ngáy mình mẩy. Có lúc là buổi sáng không chịu đi làm đâu, cũng lôi rượu chè ra nhậu. Anh này nhậu á, anh nhậu rượu đế không à, chứ không phải là nhậu bia hay là nhậu rượu xịn đâu. Anh này đi nhậu được một khoảng thời gian á, là anh này giống như thần trí của ảnh không có còn bình thường nữa. Ảnh cứ nói nhăng, nói cuội, nói khùng, nói điên. Ảnh nói những cái chuyện gì trên trời dưới đất mà tất cả mọi người không ai hiểu hết. Ngoài những cái lúc mà ảnh xỉn thì ảnh không bình thường thôi, chứ mà khi ảnh tỉnh á, thì ảnh vẫn bình thường thôi à. Cho tới cái ngày hôm đó, anh chồng của chị Điền đi nhậu say xỉn về rồi. Ở đây á, người dân người ta mới nghe thấy cái tiếng la, rồi nghe thấy cái tiếng đập đồ. Những người dân người ta nghe vậy cũng bắt đầu là hóng chuyện. Tới lúc sau mà không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, cái người ta mạnh nhà ai nấy về. Qua ngày hôm sau là chồng của chị Điền la hét thất thanh luôn, bởi vì anh thấy cái xác của người mẹ chồng đang nằm ở cắm đầu vô trong cái lu á, mà người mẹ đã chết từ hồi nào rồi. Hai con mắt thì mở trừng trừng, cái miệng thì há ra, cái mặt là chuyển qua cái màu trắng chạch, nguyên cái phần đầu bị nhúng vô trong cái lu á. Cái lu là cái đồ mà mình đựng nước mấy bạn, được xây bằng xi măng. Sau cái chết của người mẹ chồng thì những người công an người ta cũng tới đây điều tra. Sau khi mà điều tra khám nghiệm tử thi rõ ràng, xác định được hung thủ chính là anh chồng của chị Điền. Mà anh chồng nói: "Trời ơi, tôi đâu có làm đâu, tôi đâu có làm chuyện đó đâu." Tới khi mà hỏi, ảnh nói là đêm ngày hôm qua ảnh đi nhậu về, sau đó ảnh không nhớ gì hết trơn á. Mà ngày hôm qua những cái người hàng xóm ở đây đều là nhân chứng. Nghe anh này ảnh la hét, ảnh chửi bới cái gì đó, sau khi mà ảnh đi nhậu về, ảnh đập đồ đùng đùng đùng, rồi còn nghe thấy tiếng hét của người mẹ chồng này đó. Sau khi mà những người hàng xóm người ta nói như vậy, kèm thêm những cái chứng cứ rõ ràng ở trên cái phần thể xác của người mẹ chồng này nữa, thì anh chồng này ảnh không có thể nào thoát tội. Nhưng mà hỏi ảnh là ảnh đã giết mẹ ảnh như thế nào, mà tại sao anh lại giết mẹ ảnh như vậy? Ảnh nói là ảnh không có hề có cái ký ức đó trong đầu luôn. Ngày hôm qua khi mà ảnh đi nhậu về, ảnh nhớ là ảnh lên trên giường ảnh nằm ngủ rồi mà, ảnh không có nhớ bất cứ cái gì cả. Sau khi mà cái người mẹ chồng này mất, anh này anh cũng bị bắt bỏ tù.
mà ở tù được một khoảng thời gian cái người ta mới chuyển ảnh qua bên cái hệ bệnh viện tâm thần. Thần kinh của ảnh không có còn bình thường nữa. Bây giờ ngoài những cái hành động kỳ lạ, ảnh còn nói những cái điều rất là kỳ lạ. Sau khi mẹ chồng đã mất, anh chồng thì đi bệnh viện tâm thần, ngôi nhà kia cũng trở nên bỏ hoang luôn. Thỉnh thoảng ở đây người dân người ta nhìn thấy là có vong hồn của chị Điền, chị hiện ra mờ mờ đứng ở phía sau cái cửa nhà của chị. Có khi là chị đi tới đi lui ở trong nhà, rồi có khi là chị còn ngồi ở trên cái bàn uống nước, chị ngồi nhìn ra ngoài, người ta thấy là thấy cái tầm khoảng cái lúc chập chập tối thôi, nhưng mà chị thấy được một khoảng thời gian. Sau đó là những người dân ở đây người ta không có còn nhìn thấy gì nữa. Không biết chị đã đi đầu thai hay chưa, hay là chị vẫn còn ở trong căn nhà đó mà chị không có hiện ra cho những người ở trong xóm thấy thôi. Đây là cái câu chuyện thứ nhất do cái anh này Cần Thơ, anh đã gửi lại cho Như như vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là Như được một anh, ảnh tên là anh Kiệt. Sự việc này là xảy ra với chính anh Kiệt luôn. Anh Kiệt anh nói á, tuổi thơ của ảnh không có được như bao người, tuổi thơ của ảnh bất hạnh lắm. Ảnh nhớ những cái ngày còn nhỏ là ảnh sống trong đòn roi, sống trong sợ hãi. Anh Kiệt lúc còn nhỏ thì ảnh sống chung với ba mẹ của ảnh và sống chung với cái người bà nội. Có điều á, ba của ảnh không phải là một cái người đàn ông tốt, cũng không phải là một người chồng, một người cha, một người con tốt luôn. Từ lúc mà anh Kiệt có ý thức, anh Kiệt đã thấy ba của mình thường xuyên đi nhậu nhẹt về là đánh đập hai mẹ con của ảnh. Thậm chí những ngày nào mà bà nội vô can ngăn, ba còn xô bà nội ra nữa. Ba rất là hỗn, ba còn chửi lại bà nội. Mẹ của anh Kiệt một khoảng thời gian bị đánh đập, mẹ của ảnh cũng rất là nản. Nhưng mà mẹ vẫn cố gắng ở với ba, bởi vì mẹ không có muốn. Nếu mà ba mẹ ly dị thì anh Kiệt này sẽ phải mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Nên là mẹ cũng ráng vậy đó, cắn răng chịu đựng ở với ba. Tự nhiên vào cái lúc đó thì ba của anh Kiệt lại tăng tần suất quánh hai mẹ con của ảnh nhiều hơn. Hồi trước tạm tuần là đánh lần hai lần, khi nào đi nhậu xỉn về thì mới đánh. Nhưng mà cái tuần đó không biết làm sao, ba cứ về là ba kiếm chuyện với hai mẹ con. Mẹ đang nằm ngủ trong phòng cũng giật đầu mẹ dậy đánh mẹ túi bụi luôn, mẹ còn không biết chuyện gì cả. Những khi mà anh Kiệt gào khóc thì ba của ảnh cũng xuống tay đánh ảnh. Ảnh còn nhỏ xíu mà quýnh ảnh tới mức gần như là lòng phổi. Cái khoảng thời gian đó anh sợ hãi dữ lắm. Thậm chí là ngày nào mà biết ba đi nhậu, bà nội cũng kêu hai mẹ con đi qua những cái người hàng xóm trốn đỡ đi, qua bên bển xin ngủ ké để khi nào ba tỉnh rồi về nhà. Tại vì bà nội sợ ba mà xỉn vô đánh là hai mẹ con chết luôn. Mà trốn không phải là trốn một nhà đâu, cứ trốn thay phiên nhà này tới nhà kia cho ba không biết. Chứ nếu mà ba biết cái lúc ba xỉn ba còn cầm dao tới nhà người ta, ba đòi là phải giao hai mẹ con ra, chứ không là ba còn đòi chém người ta nữa. Ba xỉn ba uống rượu vô là ba biến thành một con người khác, tính tình của ba lúc bình thường nó đã tệ rồi, mà ba đi nhậu xỉn về là ba còn tệ bạc hơn rất là nhiều nữa. Cái khoảng thời gian đó kéo dài tầm khoảng nửa tháng, thì ngày hôm đó là ba có dẫn một cái cô này về nhà. Cô đó thì là cổ trang điểm rất là đậm, cổ sơn móng tay móng chân làm nail làm tóc nhìn đẹp dữ lắm. Trong khi mẹ ở nhà là không có được xinh xắn như cô đó, dù mẹ cũng có những cái nét đẹp tự nhiên riêng của mình nghe. Ba về ba thẳng tay đánh đấm mẹ, ba đuổi mẹ phải đi ra khỏi nhà để cho cô này cổ vô làm vợ ba. Bà nội thì ra ngăn cản, ba đẩy bà nội ra một góc, ba chửi bà nội. Còn anh Kiệt hồi đó anh 10 tuổi rồi, anh cũng hiểu chuyện. Anh lại, anh dùng hết cái sức mình nhỏ bé của anh đánh ba. Thì khi mà anh đánh vậy, ba đá ảnh văng qua một góc. Và ngày hôm đó, ba của ảnh đánh mẹ rất là dữ. Ba đánh giống như để thị uy cho cái bà vợ bé kia coi. Ba đánh mẹ mà tới mức ba nắm cái tóc của mẹ, ba lôi ngược sọt sọt. Ba kéo mẹ lê trên đường tầm khoảng cả 200 mét. Rồi ba lôi ra ngoài mé lộ, ba vừa đánh vừa chửi. Ba gom cái phần hành lý quần áo của mẹ bỏ trong giỏ, đuổi mẹ đi. Hồi trước tới giờ những người dân trong xóm người ta thấy ba bạo lực với mẹ nhiều lần. Khoảng thời gian đầu ta qua ta cũng binh mẹ.
Nhưng mà cứ thấy là ba nhậu vô, ba giống như là ba bị khùng, ta sợ quá. Thấy ba cứ cầm dao cầm rựa không à, nên người ta không có dám qua can ngăn nữa. Thấy thì cũng thấy thương mẹ nhiều lắm mà người ta không có giúp được gì hết. Những người dân ở trong xóm với cả bà nội và anh Kiệt cũng nhiều lần khuyên mẹ nên ly dị ba đi. Mẹ đi mẹ tìm cuộc sống mới của mẹ, chứ sống với ba vậy sao mà sống nổi. Còn bà nội thì nói với mẹ, bà nội nói vậy nè: "Thôi con ly dị nó đi, con ở với nó con bị đánh đấm hoài vậy sao mà con chịu nổi. Lỗi là tại mẹ, mẹ không có dạy dỗ nó được mà nó đánh con như vậy, mẹ thấy mẹ xót quá à." Ba ông vũ phu tới mức mà nổi tiếng ở trong khu này, rồi cả mẹ ruột của mình còn kêu con dâu là nên ly dị chồng luôn. Nghe tới đây là quý vị cũng biết được ba của anh Kiệt sống như thế nào mà tới mức mẹ ruột của mình phải nói như vậy. Bị đánh cái lần đó nặng quá, mẹ cũng cảm thấy uất ức và tủi nhục nhiều. Rồi nghe bà nội, nghe những người hàng xóm ai cũng khuyên răng, nên mẹ cuối cùng là mẹ quyết định sẽ ly dị ba. Nhưng mà giờ là hai người mới có ly thân thôi. Mẹ định là sẽ đem anh Kiệt theo, nhưng mà bà nội nói là thôi, để lại anh Kiệt ở đây đi, bà nội nuôi cho. Bà nội thì có đủ khả năng kinh tế để lo cho anh Kiệt. Mới đầu thì mẹ không có chịu, mẹ xin là để cho anh Kiệt đi luôn. Nhưng mà bà nội nói để lại đây đi, bà nội nuôi cho, cứ nhớ thì về thăm, không có sao hết trơn á. Bà nội coi mẹ giống như là con ruột của mình rồi. Ở đây bà nội sẽ lo chu toàn cho anh Kiệt, để cho mẹ đi tìm cuộc sống mới của mình. Mẹ đi làm việc hay gì đó cũng khỏe hơn, chứ đem anh Kiệt theo vướng bận rồi không có lo cho ảnh tốt nữa, tội nghiệp cho anh Kiệt. Bà nội nói vậy đó. Nên rồi sau đó là mẹ cuốn quần áo mẹ đi. Mẹ đi đâu lên trên Sài Gòn mẹ làm, tầm khoảng tháng, tháng rưỡi mẹ sẽ về thăm anh Kiệt một lần. Mỗi lần mà về thăm vậy đó đâu có dám về nhà đâu. Tại vì về nhà là ông ba ông quậy quá trời, về là ông lại dung tay đánh đấm mẹ và đánh cả anh Kiệt, đánh nhiều dữ lắm. Trong vòng 5-6 năm sau, mỗi lần mà mẹ về quê thăm anh Kiệt á, là bà nội lại cùng với anh Kiệt đi vô tuốt ở trong thị xã, vô trong đó để gặp mẹ cho bà không biết á. Nhưng mà cứ đi á, là cái bà dì ghẻ nhà bá biết à. Tại vì mỗi lần đi, bà nội sẽ xách theo trái cây rồi đem theo gà, những cái món quà quê để mà tặng cho mẹ. Mỗi lần mà sửa soạn vậy, cái bà dì ghẻ cái bà biết là về bà lại nói với bà. Cứ lần nào mẹ về thăm anh Kiệt xong á, về nhà bà nội cũng bị mắng chửi, rồi anh Kiệt cũng bị lôi ra đánh. Cái khoảng ký ức đó khủng khiếp với anh Kiệt chứ lắm. Bị đánh á, mà không phải bị đánh bằng roi bình thường đánh du đích đâu, mà ba ông cầm cái sợi dây nịch á, ông quất lên trên người của anh Kiệt, đánh không có thương tiếc. Nhiều khi bà nội còn nhào lại để mà đỡ anh Kiệt á, khi đó thì cả bà nội cũng bị đánh lây nữa. Thấy bà nội binh dữ quá cho nên á, ba ông mới thôi không có đánh anh Kiệt nữa. Nhiều lần mà bà nội không cản, chắc anh Kiệt em bị quánh tới chết luôn. Người vợ bé của ba về trong căn nhà này á, thì cái bà đó, bà sống cũng không phải là người đàng hoàng. Ở trong căn nhà này, bà thường xuyên sai giặt anh Kiệt. Anh Kiệt không làm là bà lại kiếm chuyện, bà chửi. Về nhà xong á, nói với ba là nói anh Kiệt hỗn láo trả treo gì đó. Kiếm chuyện cho ba chửi anh Kiệt, đánh anh Kiệt nhiều lần lắm. Có thêm một lần nữa, không biết bà lấy tiền gì của ba mà bà đổi thừa là anh Kiệt lấy tiền của ba rồi còn lấy trộm tiền của bà. Xong cái lượt đó là ba quýnh anh Kiệt quá trời. Bà nội nói, hồi đó giờ nó làm gì nó có tật trộm cắp mà nó không có thiếu thốn tới mức trộm cắp của mày đâu. Hồi đó giờ mày có cho được ngàn nào chưa? Toàn là tiền của tao, một tay tao lo cho nó ăn uống, lo cho nó đi học. Mày là ba chứ mày có lo được đồng nào chưa? Mà đúng thiệt như vậy, từ trước tới giờ á, từ cái việc ăn uống, quần áo, đi học, sách vở là một tay bà nội lo hết. Ba thậm chí là năm đó còn không biết anh Kiệt anh học lớp mấy nữa, làm ba mà vô tâm tới mức đó đó. Cho tới thêm một lần kia nữa là anh Kiệt anh nhớ bữa hôm đó anh vừa mới đi học về, anh thấy bà nội la u da, rồi nghe cái tiếng lổn cổn gì ở sau bếp á, anh chạy xuống thì anh thấy cái bà vợ bé kia xô bà nội. Bà nội té ngã vô trong góc bếp nè. Lật đật ảnh chạy lại, ảnh đẩy cái bà dì ghẻ ra. Khi mà đẩy cái bà dì ghẻ ra, bà cũng té. Cái ảnh lại, ảnh đỡ bà nội dậy. Khi bà nội vừa mới đứng dậy, cái chân của bà nội thì bị trật, nó còn bị rớm máu nữa.
mà cái người ba kia về ngay đúng lúc này. Cái bà dì ghẻ đó bà chuyển qua làm diễn viên xuất sắc luôn, bà diễn cái vai khổ nhục kế. Bà nói là bà nội với anh Kiệt này, hai người hùng lại ức hiếp bà, đánh bà. Bà nói cái vết thương này nè, bà chỉ ra cái vết thương từ đời cố lỉ cố lai nào, bà nói là do bà nội đánh bà. Khi mà ba nghe như vậy, ba không hỏi bà nội đúng sai như thế nào cả, mà ba một mực nghe theo lời của bà dì ghẻ kia. Ba chửi bà nội một tăng luôn, rồi ba mới nắm đầu anh Kiệt lôi anh ra giữa sân. Lấy mấy cái khúc củi dài ngoằng mà đánh ảnh quá trời luôn. Lần đó đánh mà tới mức ảnh ho ra máu, bà nội phải đưa lên trên bệnh viện, nhập viện cả nửa tháng hơn thì ảnh mới khỏe lại. Ảnh càng ngày càng căm thù ba ảnh rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho tới cái năm mà anh Kiệt ảnh lên lớp 12. Ảnh học lớp 12 ở trên trường mới định hướng nghề nghiệp là cho con em của mình chọn cái gì đó. Anh Kiệt về ảnh tâm sự với bà nội, ảnh nói là ảnh muốn theo học nghề đầu bếp bởi vì ảnh thích nấu ăn dữ lắm. Ngay cái lúc đó, ba của ảnh vô tình nghe được thì mới nói là không có cho anh làm đầu bếp. Con trai cái gì mà làm nghề đầu bếp, ẻo lả quá vậy. Mày đi học cơ khí cho tao. Mày qua nhà của thằng bạn tao nè, qua đó nó dạy cơ khí cho mày. Tự nhiên cơ khí vậy, anh này anh đâu có thích cơ khí gì đâu, anh đam mê nấu ăn mà. Bà nội mới lên tiếng bênh vực. Mày xàm quá nghe mày, nó thích nấu ăn thì cho nó đi học đầu bếp, nó thích cái gì nó học cái đó, chứ mày ép nó gì. Sau này công việc của nó làm, chứ bộ mày làm ha, mày ép nó. Nhưng mà ba ông khăng khăng bắt anh này là phải học cơ khí. Anh này anh nói là không, anh trả lời lại anh nói như vậy đó. Cái anh vừa mới nói dứt câu, ba của anh dùng nguyên cái nắm đấm á, giọng vô trong mặt của anh. Cái lúc này anh té ra, đầu óc của anh như quay cuồng luôn. Ba của anh nhào lại anh, đánh đấm lên trên người của anh. Mà vừa đánh đấm mà vừa đá, vừa chửi những cái câu rất là tục tiểu nữa. Trong đời anh rất là nhiều lần anh nghĩ, anh không phải là con ruột của ba, mà anh là con của ai á. Chứ con ruột nào mà ba của mình lại đánh đấm mình còn hơn là kẻ thù như vậy nữa. Sau cái trận đó, càng ngày là ảnh càng thù hận ba mình nhiều hơn rồi. Cho tới thêm một tháng mấy sau, bữa hôm đó là mẹ của ảnh lại về thăm. Ở nhà, bà nội cũng hái mấy trái mít, rồi hái chuối, hái dừa, đem cho mẹ, để cho mẹ đem lên trên Sài Gòn ăn. Bà nội thương mẹ đúng thiệt, giống như là con gái của mình á. Dù bà nội là ba ruột của ba, chứ bà nội với mẹ với anh Kiệt nè mới là một phe, chứ còn ba là một cái phe hệ nào đó khác rồi. Về tới nhà là thấy ba ông ngồi ở trước với bà dì ghẻ, anh Kiệt cảm nhận được có chuyện không lành rồi. Về tới nhà ha, ông cầm nguyên một cái khúc củi dài đỡn luôn, cái khúc cây này nó bự mà nó săn lắm. Ông nhào lại đánh anh Kiệt quá trời, mà vừa đánh vừa nói với anh Kiệt. Sao mày dám đi gặp con quỷ cái đó? Tao nói rồi, mày không có được đi gặp nó. Ba vừa nói vừa gào vừa gằn giọng, ba làm thấy ghê lắm. Anh Kiệt anh đi gặp mẹ của mình có gì sai đâu. Đánh đấm anh Kiệt mấy cái xong, ba lại quay qua chửi bà nội. Tại sao lại dắt anh Kiệt đi gặp ba mẹ của ảnh? Bà nội lúc đó mới nói, tao dẫn nó đi gặp mẹ của nó chứ có gì sai hả? Mày coi lại bản thân mày đi, mày làm ba mà mày có lo cho nó được ngày nào chưa? Bà nội chửi ba quá trời luôn. Mà cái lúc đó thì ba có vẻ như là ba không có nghe lọt tai những lời bà nội nói nữa. Ba tức mình quá, giống như là ba quê quá, ba hóa thẹn. Ba nhào vô ba đánh anh Kiệt thêm mấy cái nữa. Ba đánh anh lúc đó rất là nhiều rồi. Cái lúc mà ba đánh anh, bà dì ghẻ ở bên đó, bà cứ đổ dầu vô lửa. Bà cứ nói cho ba anh đánh nặng tay thêm. Bà nội thấy tình hình này không được rồi, bà nội mới nhào lại cản ba ra. Cái lúc đó ba ông đang đánh hăng máu quá, ba đạp bà nội lăn ra luôn. Với cái phần của anh Kiệt là đánh ảnh như thế nào cũng được, nhưng mà không có được đụng mẹ với đụng bà nội của ảnh. Giờ là bà nội té lăn quay ở bên vậy, anh Kiệt cũng chịu đâu có nổi, ảnh lập tức là đẩy ba của anh ra. Anh Kiệt bò thiệt là nhanh lại, vết thương ở trên người của ảnh đã rỉ máu rất là nhiều rồi. Ảnh đỡ bà nội vậy, cái ông ba lúc này ông giục cái cây một bên, ông chạy đi thẳng ra phía sau bếp á. Ông lấy cái cây dao lên, cái cây dao này là cái cây dao chặt mía, nó dài một khúc như thế này nè mà nó bén ngót nha. Cái dao này chặt một cái là cái cây mía nó đứt nhẹ ra như cái tờ giấy, nó bén dữ lắm. Ông ba ông cầm cái cây dao lên, sau khi mà đem cái cây dao chĩa vô trong mặt anh Kiệt rồi mới nói, mày sao, giờ mày muốn gì, tao nói mày không nghe, mày hổn phải không?
Anh Kiệt cái lúc đó là anh rơi vô ngay cái độ tuổi vị thành niên, rất là dễ nhạy cảm, cảm xúc của anh phức tạp. Mà từ trước cho tới giờ, anh còn bị ba của anh đánh đập hành hạ nhiều lần. Anh chưa có lần nào phản kháng lại hết trơn á. Lần này anh quyết định là anh phải đứng dậy, anh dùng mình lại, anh bảo vệ bà nội. Anh đứng cái mặt của anh nghênh nghênh nó mới nói: "Ba làm gì ba đánh bà nội vậy? Ba có đánh rồi, ba đánh con nè. Ba làm gì con cũng được, chứ sao ba đánh bà nội vậy? Sao ba mất dạy vậy?" Khi mà anh Kiệt ảnh trả lời với cái thái độ cứng rắn như vậy, cái ông ba này ông càng tức giận hơn nữa, ông càng máu hơn. Ông bắt đầu là ông vung cái dao giống như là ông muốn chém lên trên người của anh Kiệt. Bà nội từ phía sau, bà nội đi lên trước, mà cái chân của bà nội đau, bà nội đi cà nhắc. Bà nội lên á, là vừa khóc, bà nội cản là hai ba con á, là thôi can ra. Bà nội khóc miếu máu, bà nội nói. Nhìn cái lúc đó mà anh Kiệt anh nhớ lại thấy bà nội thấy thương dữ lắm. Nhưng mà vào ngay cái lúc đó, ba của anh Kiệt á, lại lấy cái tay của mình á, đẩy cái vai của bà nội ra. Bà nội lại té lăn qua một góc nữa. Lần này không được rồi á, anh Kiệt anh mới đạp ba của anh ra, anh nhào lại á, đỡ bà nội lên. Khi mà bà nội vừa mới được đỡ lên á, ba của anh lúc đó lên cơn khùng cơn điên rồi. Ba của anh vung cái dao chuẩn bị chém xuống. Thì bà nội lúc này á, là bà nội nhào lên đã đỡ được cho ảnh cái nhát dao đó. Khi mà ba dung cái con dao lên ba chém á, thì cái nhát dao đó nó bổ xuống ở ngay chỗ cái phần đầu của bà nội, cái phần xíu sau hộp sọ. Anh còn nghe cái âm thanh một cái bóp, anh nghe rõ ràng tiếng dao này đang xuyên qua cái phần vỏ sọ não rồi nó xuyên vô cái phần óc ác của bà nội. Lúc đó bà nội hứ lên một tiếng, anh nghe rõ ràng bà nội hứ lên một tiếng. Sau đó thì bà nội đã ngã gục ở trên cơ thể của anh Kiệt luôn. Nhắc lại chắc cả đời này không bao giờ anh Kiệt anh quên được cái cảnh đó. Cái khuôn mặt của bà nội anh nhớ lại là anh cứ muốn khóc hoài không à. Ba của anh khi mà xuống tay rồi á, thấy là máu từ trên đầu của bà nội chảy ra, cái con dao nó vẫn dính vô trong cái phần sọ của bà nội luôn. Ba của anh lúc đó sợ quá, cái ba mới tuôn bỏ chạy. Còn cái bà dì ghẻ kia bà thấy cảnh đó bà cũng tuôn bỏ chạy luôn, cả hai người bỏ chạy hết. Còn anh Kiệt ở đây chỉ biết ôm bà nội của mình đứng khóc, tại vì á, cái con dao đó nó bén dữ lắm, nó chặt một cái là xuyên qua gần như nửa cái đầu rồi, giống như cái trái dừa của mình á, mình bổ làm đôi. Cái đầu của bà nội á, đã được bổ ra nhưng mà nó chưa có bị tách ra thôi. Sau khi bên này nghe thấy tiếng ồn rồi, nghe thấy cái tiếng la thất thanh, nghe thấy tiếng la dậy trời của anh Kiệt, những người hàng xóm người ta chạy qua, thì có người ta cũng xỉu lên xỉu xuống, bởi vì nhìn thấy cái cảnh của bà nội, bà chết không nhắm mắt, nguyên cái con dao nó còn dính ở phía sau đầu của bà nội như vậy. Công an sau đó thì cũng tiến hành điều tra xong xuôi hết, rất là nhanh đã bắt được ba. Cái lúc mà ba làm á, ba không thấy sợ hãi, mà tới khi ba bị bắt rồi, ba tỏ ra run như con gậy sấy. Lên trên trển, người ta bắt người ta hỏi cung, ba khai ra hết là ba làm vậy vậy đó. Anh Kiệt gọi điện cho mẹ mình thì mẹ của anh Kiệt cũng chạy về đây đứng ra tổ chức phụ sự đám tang cho bà nội. Còn về cái phần bà dì ghẻ kia, bà vẫn ở lại đây. Là do bà nội cũng có một cái lượng đất đai, nhà cửa cũng khá giả chứ không có phải là nghèo, nên là bà muốn ở đây để chia của đó. Bởi vì bà nghĩ cái khoảng thời gian ở đây mấy năm thì bà dì ghẻ này bà sẽ được chia phần nào đó. Nhưng mà không, bà dì ghẻ này bà sai lầm rồi. Từ lúc trước á, nói là ba mẹ ly thân với nhau chứ hai người chưa có ký đơn ly dị gì cả. Trên mặt giấy tờ thì ở trong gia đình này á, chỉ có mẹ là vợ hợp pháp của ba, là con dâu của bà nội. Còn anh Kiệt á, là con cháu duy nhất ở trong nhà thôi. Chứ còn cái bà dì ghẻ này là bà đâu có tên trong đây đâu. Nên tất cả cái phần tài sản kia là của mẹ với của anh Kiệt thôi. Bà không có ké được miếng nào cả. Nhưng mà bà vẫn rất là lì, bà ngoan cố ở lại đây để mà bà hòng kiếm chác được cái gì đó thì hay cái đó. Trong cái ngày đám tang là mẹ đi đặt người ta làm tấm di ảnh cho bà nội. Mẹ dặn người ta phải làm vậy vậy nè nghen, cho bà nội, để cho bà nội cũng đẹp luôn. Hồi lúc trước á, bà nội cũng thích làm đẹp lắm, nên bây giờ để bà nội xấu là bà nội không có chịu đâu. Tự nhiên tới khi mà có bóng dáng của cái bà dì ghẻ này á, đi ngang qua khu vực bàn giông của bà nội, thì mọi người đều nhìn thấy ở trong cái tấm di ảnh đó, hai cái chân mày của bà nội nó sụ xuống, giống như là bà nội nhau lại. Bà nội khó chịu vì có sự xuất hiện của cái bà dì ghẻ đó. Thoạt đầu là người ta thấy cái dấu hiệu đó rất là rõ ràng.
Nhưng mà khi bà dì ghẻ này bà đi qua khỏi cái khu vực đó rồi thì mới thôi. Không những như vậy, trong cái ngày đám tang đó, bà dì ghẻ này bà cũng xắn xổ vô, bà phụ cái này cái kia. Dù những người hàng xóm ở đây người ta không có ưa bà dì ghẻ này. Rồi tới cái lúc mà đốt đồ để cho bà nội qua thế giới bên kia, bà nội có đồ mặc á, cái lúc đó bà dì ghẻ này bà xắn xổ vô trong tủ á, để bà soạn đồ cho bà nội. Thì khi bà vừa mới mở cái tủ thôi, không biết bà gặp cái gì, bà la làng la xóm luôn. Bà la mà vừa bà bò bà lăn lết đi ra khỏi phòng, bà mới nói là thấy vong hồn của bà nội. Cái mặt của bà nội máu không hà, máu chảy từ trên đầu chảy xuống, hai con mắt thì trợn trắng lên, cái miệng đầy máu đang ngồi trong tủ kìa. Bà nói vậy á, ta chạy vô thì làm gì có ai đâu. Chắc là bà nội ghét cái bà dì ghẻ này nên bà nội đã hiện ra hù bà như vậy. Nhưng mà cái bà dì ghẻ này bà ngoan cố lắm, bà bị hù chọc vậy rồi chứ bà chưa có đi đâu, bà vẫn ở lại đây nữa. Qua mấy ngày hôm sau á, thì bà dì ghẻ này bà ở lại đây, cứ ngày nào mà cứ vừa chợp chợp mắt lại thôi thì bà dì ghẻ này bà la hét, bà la bà dùng dằn bà làm ghê lắm. Bà chạy ra ngoài đây người ta thấy bà mồ hôi mồ kê, cái mặt xanh lè, hỏi bà vụ gì, bà nói là thấy vong hồn của bà nội hiện về, bà nội bóp cổ đuổi bà đi. Những người dân hàng xóm này người ta nghe cứ cười tủm tỉm hoài. Có người ta nói: "Ừ, bà đuổi mày đi, sao mày chưa đi đi? Mày ở lại đây chứ cho bà hù mày hoài." Nói tới mức đó luôn mà cái bà dì ghẻ này bà vẫn chưa chịu đi nữa. Cái bữa đó bà nằm ngủ ở trong phòng mà trước đây là phòng của bà với của ba đó. Bà đang nằm ngủ giữa chừng thì bà la hét lên, bà la ghê lắm. Ở đây người ta cũng chạy vô là thấy bà nằm ở dưới cái đít giường á, mà cái tướng của bà kỳ lắm. Nửa cái phần người trên của bả là bị cắm nhét xuống dưới đít gầm giường á, còn cái phần chân á là nó còn ở dính ở trên giường, nhìn cái tướng bả nằm kỳ cục chứ lắm. Bả mới nói là bị bà nội lôi xuống dưới giường này nè. Sau cái vụ đó xong á, cái bà dì ghẻ này bả mới chịu đi. Bả đi rồi cứ thỉnh thoảng bả cũng quay trở lại đây hoài à. Bả đòi á là chia gia sản. Còn về phần của mẹ thì lúc đó mẹ không có nghĩ gì tới gia sản gì hết trơn á. Tại vì mẹ trước đây được bà nội yêu thương như con gái, cho nên bà nội cũng yêu thương bà nội như là mẹ ruột của mình. Bà nội mất xong mà mẹ cũng đau buồn, mẹ để tang cho bà nội. Một tay mẹ đứng ra lo toan, mẹ chăm sóc hết tất cả. Trong những cái thót đầu của bà nội á, anh Kiệt cũng thường xuyên là được bà nội hiện ra nhắc nhở. Mấy bữa mà nội mất xong, ảnh buồn quá, anh ngủ không được, ảnh nằm trằn trọc thì anh nghe thoáng ở bên tai: "Ngủ sớm đi Kiệt, mai đi học nữa con." Anh nghe cái giọng đó rõ ràng luôn, thì vậy đó anh mới chịu đi ngủ. Rồi có những lúc mà anh bấm điện thoại khuya, bà nội cũng hiện ra nhắc ảnh là đừng có bấm điện thoại khuya nữa, ngủ sớm đi. Và vào những cái thất đó, anh Kiệt cũng nhìn thấy là vong hồn của bà nội thường xuyên đi tới lui ở phía trong bếp và đi tới lui ở bên cái chỗ mấy cái rổ chuối mà trước đây bà nội còn sống, bà nội phơi chuối khô á. Bà nội biết anh Kiệt thích cái món chuối khô đó nên bà nội làm nhiều lắm. Khi mà bà nội mất rồi, mấy cái mớ chuối khô kia hôm trại không có ai đem ra phơi, cứ tưởng là nó sẽ bị lên dòi lên mốc rồi, nhưng mà không. Anh Kiệt ảnh ra thì thấy cái mớ chuối khô đó nó đã khô queo lại, chuối rất là dẻo và ngon rồi. Một khoảng thời gian sau khi mà bà nội mất xong, ba thì đã tuyên án là đi tù chung thân rồi, nên cái phần tài sản kia bây giờ mẹ sẽ tiến hành sang tên cho mẹ và sang tên cho anh Kiệt. Cái lúc đó bà dì ghẻ kia bà mới tới, bà xí phần của bà dành mảnh đất này nè, bà dành cái nhà này nè. Bà có dành á, người ta cũng đâu có chia cho bà gì đâu, bởi vì á, bà này bà tới ăn ở với bà, hai người không có tài sản chung gì cả, rồi cũng đâu có gì đứng tên bà đâu. Nên sau khi mà chia xong xuôi á, là cái bà dì ghẻ kia bà không có gì trơn á, bà rất là bực tức hậm hực, nhưng mà bà cũng đành phải rời đi thôi. Cho tới tầm nửa năm sau á, thì bữa hôm đó đang nằm ngủ, mẹ của anh Kiệt mới nói là bà nội mới hiện về. Bà nội nói á, ba bị bệnh ở trong tù kìa, có muốn vô thăm ba không? Anh Kiệt khi mà anh nghe vậy anh lưỡng lự lắm, không biết trả lời sao. Tại vì đó giờ ba của ảnh đâu có chăm sóc ảnh ngày nào đâu, rồi ba của ảnh nó cũng đâu có yêu thương gì ảnh đâu, ảnh chưa từng cảm nhận được tình yêu của một người ba mà ba ảnh dành cho ảnh cả. Ảnh chỉ cảm nhận được là mẹ thương ảnh với bà nội thương ảnh thôi. Lúc mà nghe mẹ hỏi như vậy, ảnh ảnh ậm ừ một hồi, ảnh không có trả lời.
Chắc lúc đó mẹ đoán được tâm tư của ảnh, mẹ mới nói: "Thôi con, chuyện gì bỏ qua được thì mình bỏ qua đi. Dù gì cái người đó cũng là ba con, có ba thì mới có con. Hay là con với mẹ đi thăm ba đi." Mẹ vẫn là một cái người rất là rộng lượng và bao dung như vậy. Qua ngày hôm sau là sáng chủ nhật, mẹ với anh Kiệt mới cùng nhau đi lên trên tỉnh rồi vô thăm ba. Khi mà vô thăm á, anh Kiệt cũng đâu biết nói gì đâu. Mẹ thì cũng hỏi han sức khỏe vài câu. Cái khoảng thời gian này á, mới có nửa năm không gặp lại à, mà anh Kiệt anh nhìn ra không ra ba mình luôn. Ba lúc trước á, ổng bự, ổng nhậu nên cái bụng ổng phệ lắm. Mà vô đây cái bụng phệ và mất tiêu, hai con mắt thì thâm quầng, thậm chí là người còn ốm hơn rất là nhiều nữa. Tóc cũng chuyển qua bạc nhiều hơn. Ba vô đây là vẫn nói chuyện với cái kiểu hống hách, cứ muốn xua đuổi mẹ về không à. Thôi đuổi về. Nói xong mấy câu là hai mẹ con cũng đi về. Đi về dọc đường rồi á, mẹ mới nói: "Tại vì do bà nội hiện ra, bà nội nhắc nhở vậy nên mẹ mới đi. Chứ thật ra mẹ cũng không có còn tình cảm với ba từ lâu rồi. Thậm chí là mẹ còn hận ba nữa." Mẹ thì mẹ nói như vậy đó. Xong qua tới gần một năm là cái giỗ đầu của bà nội. Bữa hôm đó không biết làm sao, trong cái bữa giỗ đầu, bà dì ghẻ kia bà vẫn chưa có buông bỏ ý định. Bà vẫn tới đây để mà đòi chia gia sản nữa. Bà tới đây bà quần, bà làm này làm kia. Bà nhào lên trên cái bàn cúng của bà nội, bà hất cái bàn cúng của bà nội luôn. Ngay lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy là cái bà dì ghẻ này, bà đưa hai cái tay lên, bà bóp lấy cổ của bà. Cái chân của bà thì lùi ngược lại phía sau, dính vô trong mé tường luôn. Cứ hai tay bóp chặt cái cần cổ, con mắt thì nó trợn ngược lên, lưỡi thì lè ra. Khuôn mặt đỏ chót à, do bà bóp cổ lâu quá, không có thở được. Thì cái lúc này tất cả mọi người đều biết là bà nội đang quật cái bà dì ghẻ này rồi. Cứ tưởng là bà nội sẽ bóp cổ bà dì ghẻ này cho tới khi bà chết không à. Nhưng mà bà nội chỉ làm có chút xíu thôi, sau đó buông ra. Cái bà dì ghẻ này bà ngã lăn trên sàn, bà thở hì hục một hồi. Cái bà tuôn bà chạy, mà cái lúc bà chạy bà cứ tỏ ra cái vẻ rất là sợ hãi. Bà chạy mà cái dép của bà nó còn văng bay lên, bà không thèm quay lại lụm nữa. Sau cái vụ đó xong á, những đây những cái người hàng xóm người ta mới đồn bà nội chết linh thiêng quá. Từ cái bữa hôm đó xong á, là cái bà dì ghẻ kia bà không có còn dám lui tới đây nữa. Anh Kiệt cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ của ảnh sau này á, biết là ảnh muốn đi học đầu bếp, mẹ của ảnh cho tiền ảnh là đi học mấy thầy này thầy kia, cho đi học món Tây, món Âu, món Á gì đó. Bây giờ là ảnh cũng đã có một cái nhà hàng của riêng mình, mà cái phần vốn này là cũng do sự tài trợ nhẹ nhẹ của mẹ ảnh hen. Và may mắn bây giờ là cuộc sống của hai mẹ con ảnh đã ổn định hơn nhiều rồi, không có còn phải trải qua những ngày tháng sóng gió kia nữa. Còn ba của ảnh đã mất ở trong tù sau 3 năm mà ba của ảnh đi vô trong kia để cải tạo. Không biết là ba bị bệnh gì đó, rồi sau đó là ba mất rồi. Và đây là toàn bộ cái câu chuyện mà anh Kiệt ảnh đã gửi lại cho Như như vậy, kể về một khoảng thời gian rất là dài mà ảnh đã từng bị bạo lực gia đình. Cái khoảng ký ức đó chắc không bao giờ anh Kiệt ảnh quên được. Như cũng rất là đồng cảm với anh Kiệt. Bây giờ Như mừng bởi vì cuộc sống của anh Kiệt và cuộc sống của mẹ anh á, không có phải vất vả, không có phải chịu đau đớn. Mà mỗi lần bị đánh như vậy á, không phải là bị tra tấn về cái phần thể xác không đâu. Cái phần linh hồn, cái phần trái tim á, cũng đau đớn lắm quý vị. Hai mẹ con của anh Kiệt vừa bị đánh vừa bị mắng chửi, cảm giác vừa sợ vừa tủi nhục. Những cái cảm giác đó nó khủng khiếp lắm quý vị. Thật ra thì tuổi thơ của Như á, Như cũng đã từng trải qua những cái ký ức không có được đẹp giống như vậy rồi, nên là Như cũng rất là đồng cảm với anh Kiệt. Và câu chuyện này của anh Kiệt cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay luôn. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Như cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Như từ cái ngày mà Như kể cho tới cái ngày hôm nay, là Như kể cũng được 220 mấy tập rồi quý vị. Như không biết mấy cái kênh khác làm sao, chứ mà Như được tình cảm của quý vị gửi chuyện về cho Như, Như đã rất là vui rồi. Mà quý vị lâu lâu cũng nhắn tin hỏi thăm cho Như, rồi còn có nhiều quý vị thấy Như xài cái mic của bắp quá, nên là cũng muốn ủng hộ cho Như nữa. Như cảm ơn tình cảm đó của quý vị nhiều dữ lắm nghe.
Dạ bữa nay là cuối tuần rồi, nhưng mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối cuối tuần thiệt là vui vẻ và thư giãn bên những người thân thương trong gia đình của mình. Quý vị, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện, quý vị cứ gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail, Như ghim ở dưới phần bình luận luôn. Thì quý vị cứ gửi những câu chuyện cho Như, Như sẽ chia sẻ câu chuyện đó đến tất cả khán thính giả ở trong và ngoài nước. Bữa nay trời mưa quá, quý vị nghe hơi ồn, quý vị thông cảm giùm Như nghe. Thôi, bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tạm biệt quý vị. Bye bye!